Thưa quý vị, Chuyển động 24 giờ đã từng đưa tin về người phụ nữ Hồng Kông có hành vi bạo hành người giúp việc. Và hôm nay, người phụ nữ này đã chính thức bị kết án. Đó là bà Lo Wang Tung đã có những hành vi đánh đập ngược đãi dã man đối với người giúp việc Indonesia, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Và hôm nay, Tòa án Hồng Kông Trung Quốc đã kết án bà này 6 năm tù và yêu cầu nộp phạt 15.000 đô la Hồng Kông. Cụ thể, bà Lo, 44 tuổi, đã phạm 18 tội danh ngược đãi với các hành vi như là đánh đập người giúp việc dã man bằng cán chổi, mắc áo, khủng bố tinh thần bằng cách đe dọa giết người thân của cô này nếu tiết lộ thông tin. Trong suốt phiên xét xử, những người ủng hộ cô Elawina, người giúp việc Indonesia, đã tập trung bên ngoài tòa án mang theo những biểu ngữ như là công lý, chấm dứt chế độ nô lệ. Sau phiên xử, Bộ Lao động Hồng Kông cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để bảo vệ quyền của người lao động nước ngoài.